Xin chào các bác đã đến với kênh đồng hồ của Kiên Đồ Cũ. Trong các video của cửa hàng Kiên Đồ Cũ thì cửa hàng Kiên sẽ chia sẻ đến các bác là các mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng thuộc các thương hiệu của Nhật, Thụy Sĩ và Liên Xô. Mời các bác cùng theo dõi video. Thì các bác yêu thích chiếc nào chốt đơn về số Zalo 0936050424, em có để ngay ở trên màn hình video này rồi các bác nhé. Mẫu đầu tiên trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Claven. Đây là người anh em họ hàng của chiếc đồng hồ Bulova trong gia đình Bulova. Thì chiếc Claven này là được sản xuất tại Nhật và là một chiếc đồng hồ Claven chính hãng. Thương hiệu Claven này thì họ đặt nơi sản xuất tại rất là nhiều nơi. Có những chiếc Claven của Thụy Sĩ, của Mỹ, của Pháp, của Đức. Đấy thì ở đây em có là một chiếc Claven của Nhật. Em này thì thân vỏ inox. Thân vỏ inox, dây chun cũng là dây chun inox luôn các bác nhé. Nó rất là hợp màu với cái chiếc dây này, à với chiếc đồng hồ này. Em này thì kim cọc inox, đầy đủ lịch ngày thứ luôn, máy cơ tự động. Và em này có chiếc kim gió, kim dây rất là độc, với cái đầu hình chữ nhật tạo cái dáng vẻ rất là độc đáo cho mỗi đồng hồ Claven. Và chiếc này thì cái size mặt của nó cũng khá là lớn cho các mẫu đồng hồ xưa, size mặt 35. Thì với cái size mặt này các bác cổ tay từ 18 trở xuống các bác đeo thoải mái ạ. Đây em sẽ đo size mặt của chiếc này cho các bác cùng xem. Size 35. Với chiếc size 35 này thì các bác cổ tay từ 18 trở xuống đeo thoải mái các bác nhé. Mã đồng hồ C24, giá 1.900.000 đồng. Chiếc này là máy cơ tự động và có hỗ trợ cơ cót. Bây giờ em sẽ cùng mở máy cho các bác xem bộ máy chi tiết bên trong của mẫu Claven này, mã C24. Đây là bộ máy bên trong, máy sáng soi gương các bác nhé. Bộ máy cơ tự động có hỗ trợ cơ cót nguyên bản. Chiếc này thì đã lau dầu rồi, về các bác chỉ việc đeo thôi. Đồng hồ đang chạy rất là dữ giờ. Ồ, cái chiếc dây chun này cũng là một chiếc dây chun hãng. Cái này là được sản xuất tại Germany, là Đức các bác nhé. Một chiếc dây chun rất là đẹp. Cái này là dây chun đẹp luôn á, không phải dây lô đâu. Dây chun hãng này này, Made in Germany. Và chiếc đồng hồ Claven đang giới thiệu đây, mã C24, có giá là 1.900.000 đồng. Và các bác đã sở hữu được một chiếc đồng hồ thương hiệu hàng đầu thuộc gia đình nhà Bulova. Và đây là một chiếc đồng hồ nguyên bản chính hãng được sản xuất tại Nhật. Với mức giá 1.900.000 đồng thôi là các bác được sở hữu một chiếc đồng hồ thương hiệu rất là lớn rồi. Các bác cùng ngắm lại em này trước khi em chuyển sang mẫu đồng hồ thứ hai trong video ngày hôm nay. Chiếc số 2 tiếp tục là một đại diện của Nhật, Citizen Autodater. Một mẫu đồng hồ máy răng cưa rất là nổi tiếng của thương hiệu Citizen. Chiếc này thì thân vỏ inox rất sang, thiết kế theo cái phong cách là tối giản, thể hiện cái sự sang trọng. Em này là máy 17 chân kính, máy cơ tự động, với cái phần chỉ số dạng khối được cách điệu. Có một ô cửa lịch tại vị trí góc 3 giờ. Em sẽ đo size mặt của chiếc này. Size 35. Size mặt 35. Đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ Citizen. Bộ máy CTZ. Máy rất là đẹp các bác nhé. Bên trong được các chi tiết được bạ vàng. Bộ máy răng cưa là một trong những thiết kế đỉnh cao của thương hiệu Citizen và được các bác rất là yêu thích, và những nhà sưu tầm cũng rất là thích những cái bộ máy đồng hồ thiết kế răng cưa như thế này. Thì với các bác mà sưu tầm đồng hồ, các bác có thể bổ sung ngay cho bộ sưu tập của mình một mẫu đồng hồ Citizen thiết kế máy răng cưa. Đồng hồ đã lau dầu và đang hoạt động rất là ổn định. Và cùng ngắm lại mẫu đồng hồ này trước khi em chuyển sang mẫu đồng hồ số 3. Chiếc này có giá là 2.500.000 đồng, Citizen máy răng cưa các bác nhé. Mẫu số 3 là một chiếc Hamilton. Mẫu đồng hồ Hamilton, máy cơ tự động, thiết kế form dáng vuông với một ô cửa lịch tại vị trí góc 3 giờ.
chiếc này là máy cơ tự động có hỗ trợ cơ cót các bác nhé. Một em Hamilton thương hiệu hàng đầu của Thụy Sĩ. Em này núm logo luôn các bác này, núm logo nguyên bản luôn. Dây chun vàng nhá. Dây chun vàng có khắc cái dấu đây này. Để em kiểm tra xem. Cái này họ ghi là dây chun vàng 10K. Dây chun vàng 10K đó các bác nhé. Một cái chiếc dây rất là đẹp. Cái này là dây chun Mỹ này. Đó, chiếc với cái mẫu đồng hồ Hamilton như này thì các bác rất là dễ để kết hợp dây. Có thể là để dây chun như thế này hoặc là các bác chuyển sang dây da các bác đeo. Cái này đầu là mình có thể thay dây da được. Có thể thay đổi được cái phong cách hàng ngày. Với cái thiết kế form dáng vuông như thế này thì các bác cổ tay từ 16 trở xuống các bác đeo đẹp. 16 trở xuống là đeo đẹp. Cái này nó sẽ tương đương với một mẫu đồng hồ xa mặt tròn là 33-34 đó. Đây em sẽ đo cái xa mặt. Ngang 30, cái này là 30 x 30. Nếu mà tính theo cái đường chéo thì nó sẽ là 34. Đó, thì nó sẽ tương đương một chiếc đồng hồ xa mặt 33-34 các bác nhé. Thì các bác sẽ ước chừng cổ tay mà từ 16 trở xuống thì đeo chiếc Hamilton này là vừa vặn. Mặt sau đây, mặt sau là nắp inox, thân vỏ được bọc vàng 10K, có khắc triện. Em này thì máy cơ tự động, các bác sẽ nhắn Zalo và em sẽ gửi chụp chi tiết bộ máy các bác nhé. Máy cơ tự động rất là sáng, có hỗ trợ cơ cót luôn. Máy 17 chân kính. Đấy, em này đang có giá bán rất là tốt tại Vàng Kia Nổ Cũ, là các bác sưu tầm một chiếc đồng hồ Hamilton cơ tự động. Mã H10 giá 3.800.000 đồng cho mẫu đồng hồ Hamilton, vỏ, núm, máy nguyên bản, dây chun vàng Mỹ. Thân vỏ bọc vàng 10K, có lịch và máy cơ tự động hỗ trợ cơ cót. Tiếp theo, Polzot. Rồi các bác nào mà mong muốn sưu tầm sở Polzot thì em có một chiếc đồng hồ Polzot đây. Chiếc này là nền mặt của nó là nền mặt màu vàng với ánh kim, nhìn nó rất là sang. Thân vỏ được bọc vàng Au 10 các bác nhé. Có khắc triện ở đây này. Lớp vỏ bọc vàng bên ngoài rất là dày dặn. Cái phần núm này thì nó có sự hao mòn nhẹ theo thời gian. Thì các bác có thể để ý thấy này, cái phần vàng này nó rất là dày. Mặt sau cái cạnh này cũng hơi mòn nhẹ một chút thôi. Tổng quan thì mẫu đồng hồ này khi mà đeo lên trên tay thì nó vẫn rất là đẹp và sáng. Đeo sang luôn cổ tay này. Các bác cổ tay từ 20 trở xuống đeo thoải mái các bác nhé. Vì cái form mặt của chiếc này nó rất là to. Nó là mẫu đồng hồ form dáng trứng. Form mặt to. 17 chân kính, có ô cửa lịch tại vị trí góc 3 giờ. Đó, cái này, cái phần mặt này dưới ánh sáng này. Nhìn nó rất là lấp lánh và nó toát lên cái vẻ là rất là sang trọng. Kim cọc mạ vàng. Rồi, phần máy bên trong đây các bác này. Các bác cùng ngắm bộ máy nhé. Đây là máy Su 17 chân kính. Rồi, máy đang trong tình trạng tốt, đã lau dầu và đồng hồ hoạt động ổn định. Trước khi chuyển sang mẫu tiếp theo, em sẽ đo cái size mặt của chiếc Polzot này. Size ngang là 36 ạ. Đây là phần size ngang thôi các bác nhé. Còn nếu mà tính cái cạnh ngang này của nó thì nó rất là cạnh chéo ấy, rất là to. Nhìn chung thì các bác cổ tay từ 20 trở xuống đeo chiếc này là được, là thoải mái rồi. Polzot, một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu của Liên Xô. Tiếp theo thì em có một chiếc đồng hồ của Pháp này, thuộc thương hiệu Caravan. Ở phần đầu video thì nó có một chiếc Caravan của Nhật rồi. Ở đây em có một chiếc Caravan của Pháp. Chiếc này thì dây vàng, đây cũng là dây chun Mỹ. Dây chun Mỹ mạ vàng. Em này thì thân vỏ núm là được mạ và được bọc vàng hết à. Núm nguyên zin. Caravan
Chiếc này thì size mặt nhỏ nên phù hợp với các bác cổ tay từ 16 trở xuống các bác nhé. Cái xu hướng xưa những cái thập niên 60, 70 ấy là họ rất là thích đeo những cái mẫu đồng hồ size nhỏ. Này thì các bác có thể bổ sung vào bộ sưu tập, hoặc là các bác mà có cổ tay nhỏ thì đeo chiếc này là đẹp. Dây chun của nó là dây chun đẹp đây. Cái lớp vàng bọc bên ngoài thì tình trạng còn rất là tốt. Đây là một cái thiết kế của Mỹ, của Pháp các bác nhé, được sản xuất tại Pháp. Rồi đây là phần máy bên trong ạ. Máy cơ cót nguyên bản Caravan. Các bác chốt đơn cho em nha, mã C26, giá 1.600.000, Caravan của Pháp, cơ lên dây, thân vỏ bọc vàng, dây chun mà bọc vàng luôn. Tiếp theo là một đồng hồ Thụy Sĩ thuộc thương hiệu Sanos, một mẫu đồng hồ từ trước đến năm 1960, thiết kế rất là xưa cổ. Chiếc này thì có cái tầm giá nó rất là dễ để các bác sưu tầm và sở hữu. Núm logo nguyên bản này, Sandos. Em này thì cũng size mặt to đây, Size 35 này. Với cái kiểu chân cài như này thì nó tương đương một chiếc size 36 đó ạ. Mặt trải tia các bác nhé. Sandos là một thương hiệu rất là xưa của Thụy Sĩ. Cho đến thời điểm hiện tại thì thương hiệu này đã không còn tồn tại nữa. Lịch sử của nó thì cũng rất là thăng trầm. Các bác có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng, người ta có nói về cái thương hiệu Sandos này. Và đây là bộ máy bên trong. Bộ máy vàng nguyên bản của Sandos, 17 chân kính, tình trạng còn rất là tốt, đang hoạt động, trơn tru mượt mà. Đã lọc dầu rồi các bác nhé, về các bác chỉ việc đeo thôi, hàng ngày lên cót cho nó một lần vào buổi sáng là nó hoạt động ổn định rồi. Và chiếc con rốt, chiếc Sandos này có giá là 1.100.000 đồng, được cái mức giá rất là tốt để các bác sở hữu một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ xưa trước năm 1960, thân vỏ inox các bác nhé. Đây nắp sau của nó đây, logo Sandos này. Rồi em đeo lên trên tay nha. Đó, các bác cổ tay từ 18 trở xuống đeo được chiếc này. Chiếc này là trong những chiếc đồng hồ xưa là size mặt cũng được xếp và là size mặt lớn rồi. Mã của nó là San 105, giá 1.100.000 ạ. San 105 giá 1.100.000. Chiếc cuối cùng cho ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ thương hiệu Enika. Với một ô cửa lịch tại vị trí góc 3 giờ. Đây là một chiếc Enika cơ lên dây. Máy bên trong là máy vàng. Em sẽ kiểm tra size của chiếc này. Size 34 là ngang. Size dọc là 39 ạ. Đây là phần máy bên trong của chiếc Enika mà em vừa giới thiệu cho các bác. Máy cơ lên dây mạ vàng. Nguyên bản 17 chân kính. Em đeo lên trên tay cho các bác cùng xem nhé. Chiếc này các bác cổ tay từ 18 trở xuống là đeo được. Mặt của nó thì còn trong tình trạng nó còn khá là đẹp, không nên dầu nhẹ ở vị trí cái chỉ số thôi. Khóa Enika này. Em này mã E65 giá 1.500.000 các bác nhé. 1.500.000 đồng một chiếc đồng hồ cơ lên dây của Enika này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của nhà kênh đồ cũ và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Các bác nhớ ấn nút đăng ký màu đỏ kèm biểu tượng chuông để nhận thông báo khi cửa hàng kênh đồ cũ giới thiệu những mẫu đồng hồ mới nhất tại kênh đồng hồ kênh đồ cũ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.